Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay, thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020, có những nội dung chính sau đây. Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Khai trương giao diện mới trang thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cán bộ đảng viên kỳ vọng vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Tới dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đã theo dõi các nội dung sẽ được diễn ra trong buổi khai mạc đại hội, gồm chương trình văn nghệ chào mừng, chào cờ, quân nhạc cử quốc ca, di chuyển, xếp đặt bàn ghế đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, đoàn thiếu niên chào mừng đại hội và các phương án phục vụ tại hội trường lớn, các phòng họp, phòng thảo luận, phương án đón khách, phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo thông tin liên lạc, theo dõi, chăm sóc sức khỏe của đại biểu. Các ý kiến tại buổi tổng duyệt đề nghị các đơn vị tham gia cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, luyện tập chu đáo các nội dung liên quan đến chương trình văn nghệ, đoàn thiếu niên chào mừng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt hơn về trang phục, phong cách biểu diễn của các văn nghệ sĩ, hệ thống loa đài, âm thanh, ánh sáng, bổ sung đạo cụ cho các tiết mục văn nghệ, bổ sung thêm ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, chỉnh sửa một số chi tiết trang trí khanh tiết trong hội trường, chỉnh sửa lời dẫn, lời bình chương trình ca nhạc để toát lên màu sắc, điểm nhấn của Vĩnh Phúc. Đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị tham gia phục vụ, chuẩn bị đại hội, nhất là thực hiện chương trình tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thành phố Vĩnh Yên tiếp tục rà soát lại toàn bộ hệ thống trang trí, việc đặt các pano áp phích, dàn hoa trang trí trên địa bàn thành phố. Các đơn vị tham gia lễ khai mạc rà soát chương trình văn nghệ chào mừng, đoàn thiếu niên chào mừng về trang phục, phong cách biểu diễn, những hoạt động ca múa nhạc, văn nghệ thiếu nhi để toát lên không khí vui tươi, phấn khởi trong sự kiện trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát hoàn thiện cơ sở vật chất và các điều kiện chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Chiều nay, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc long trọng tổ chức lễ khai trương giao diện mới trang thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Dự lễ khai trương có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Năm 2007, website vinhphuctv.vn chính thức đi vào hoạt động. Đây là một loại hình báo chí thứ ba của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, có nhiệm vụ phản ánh một cách nhanh nhất các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, đồng thời đăng tải toàn bộ các chương trình đã phát sóng của Đài, giới thiệu quảng bá những hình ảnh về đất và người, tiềm năng du lịch Vĩnh Phúc đến với đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Hơn 10 năm hoạt động, trang thông tin điện tử của Đài đã khẳng định là một kênh thông tin chính thống, quan trọng, định hướng dư luận, tuyên truyền có chiều sâu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trên tất cả các lĩnh vực, những vấn đề được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm. Để đáp ứng yêu cầu là một trang thông tin điện tử tổng hợp hiện đại, đồng bộ và thực hiện lộ trình số hóa của Chính phủ, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt gói thầu mua sắm phần mềm và thiết bị nâng cấp trang thông tin điện tử. Đến nay, trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài đã hoàn tất với giao diện mới, thiết kế đẹp mắt, hiện đại, thân thiện với người sử dụng. Nội dung trên trang đa dạng, phong phú với nhiều mục, chuyên mục cùng hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh. So với trước, trang thông tin điện tử mới có nhiều ưu điểm nổi trội như không hạn chế số người truy cập, dung lượng thông tin, bài, ảnh.
dễ dàng tương tác với người sử dụng. Các thông tin đăng tải có thể đính kèm tập video, âm thanh, hình ảnh, xem lại, đọc cho người khiếm thính. Đặc biệt, có thể tương thích với mọi thiết bị hiển thị qua máy tính, iPad, điện thoại thông minh và các thiết bị thông minh khác. Trên giao diện mới của website còn tích hợp đến các trang mạng xã hội của đài như fanpage, YouTube. Khán thính giả có thể theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc ở bất kỳ đâu theo địa chỉ website vinhphuctv.vn. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn ghi nhận những đóng góp của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị đài phát huy trang thông tin điện tử hoạt động có hiệu quả, định hướng dư luận, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, thúc đẩy lộ trình số hóa của chính phủ và của cách mạng 4.0. Tôi đề nghị đài thực hiện tốt việc cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, theo chức năng nhiệm vụ được giao, thường xuyên cập nhật giao diện, tính năng của trang thông tin, làm tốt việc liên kết, tích hợp, chia sẻ và cung cấp thông tin trên nhiều nền tảng truyền tải thông tin khác nhau. Trước hết, các đồng chí cần tập trung cao độ tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng trên cả sóng phát thanh truyền hình. Riêng trang thông tin điện tử cần cập nhật liên tục, nhanh chóng, chính xác, thông tin đảm bảo tính thời sự. Tôi tin tưởng rằng với giao diện mới có nội dung phong phú, hình thức hiện đại, bắt mắt, dễ tìm, dễ truy cập, trang thông tin điện tử của đài sẽ là một kênh thông tin quan trọng, chính thống của tỉnh trong việc thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Vĩnh Phúc tới bạn bè trong nước và quốc tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn cũng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, lao động Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Vĩnh Phúc tới bạn bè trong nước và quốc tế. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì và các đại biểu đã ấn nút khai trương giao diện mới trang thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Tối qua, Hội Doanh nghiệp Trẻ Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Tới dự có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đầy tự hào của giới doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi giới công thương Việt Nam ngày 13 tháng 10 năm 1945. Cùng với các doanh nghiệp khác trong tỉnh, Hội Doanh nghiệp Trẻ tỉnh quyết tâm phấn đấu thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa Vĩnh Phúc trở thành tỉnh phát triển. Cùng ngày, tại sân golf Đầm Vạc, thành phố Vĩnh Yên, Hội Doanh nghiệp Trẻ Vĩnh Phúc đã tổ chức giải golf Doanh nghiệp Trẻ Vĩnh Phúc vì cộng đồng. Ban tổ chức đã huy động được hơn 40 triệu đồng từ các golfer để trao cho các em học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho hai hộ gia đình tại huyện Vĩnh Tường và thành phố Phúc Yên, mỗi nhà trị giá 70 triệu đồng. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương, đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh. Phương châm hành động của đại hội là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển. Đại hội diễn ra từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội là dịp để các đại biểu phân tích sâu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế, có tính khả thi cao. Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, đáp ứng được khát vọng phát triển của Vĩnh Phúc trong giai đoạn mới. Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc sẽ tổ chức tường thuật trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc đại hội trên sóng phát thanh và trên sóng truyền hình Vĩnh Phúc. Kính mời quý khán giả quan tâm theo dõi. Sâu sát, chủ động, đổi mới, những bài học ấy không bao giờ cũ trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Quán triệt bài học này, nhiệm kỳ qua, các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã thường xuyên thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo,
qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và của tỉnh. Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối, phương thức lãnh đạo này đã được tỉnh ủy đổi mới thông qua việc ban hành các nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân. Trong lãnh đạo điều hành luôn giữ vững nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và quy chế làm việc của tỉnh ủy. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, minh bạch, không làm thay, lấn sân các công việc không thuộc thẩm quyền và trách nhiệm. Hoạt động chất vấn trong Đảng được chú trọng. Một trong những cái điểm sáng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ chúng ta trong cái nhiệm kỳ vừa qua đó là tiếp tục đổi mới toàn diện cái phương thức lãnh đạo của Đảng trong cái nhiệm kỳ. Cụ thể bằng cái việc mà Đảng bộ cũng đã khẳng định được cái vai trò, cái vị trí lãnh đạo toàn diện triệt để trong tất cả mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, nhưng cũng rất rõ ràng không bao biện làm thay, không lấn sân và có những cái phương pháp lãnh đạo rất mới, rất sâu sát. Có thể nói là cái việc mà đổi mới phương thức lãnh đạo được thể hiện cụ thể bằng cái việc mà chúng ta đã lựa chọn những cái vấn đề rất trúng, rất đúng để ban hành các cái nghị quyết. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được thực hiện thông qua việc phân công cán bộ phụ trách thực hiện nhiệm vụ với phương châm rõ người, rõ việc, quyết liệt trong chỉ đạo giải quyết những vấn đề được dư luận và nhân dân quan tâm. Những vấn đề tỉnh đang tập trung chỉ đạo giải quyết, đặc biệt là trong công tác xúc tiến thu hút đầu tư, giải quyết đất dịch vụ, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Tỉnh ủy cũng đã phân công một đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trực tiếp phụ trách chỉ đạo về lĩnh vực giải phóng mặt bằng, cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, ủy ban dân huyện và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện thì công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tam Đảo đã đạt được kết quả tích cực. Nhiều dự án cũng đã được giải phóng mặt bằng, giải quyết những khó khăn vướng mắc và có những dự án phải tổ chức cưỡng chế theo quy định. Qua đó thì cũng đã góp phần tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án theo kế hoạch đề ra và góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với phương châm lãnh đạo, chỉ đạo bám sát cơ sở, tỉnh ủy đã phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh thường xuyên giữ sinh hoạt chi bộ ở các khu dân cư, tăng cường công tác kiểm tra giám sát ở cơ sở. Nhờ đó, những vấn đề bức xúc của nhân dân, những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ ngay từ cơ sở, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Từ bí thư tỉnh ủy, từ các đồng chí lãnh đạo, các ban đảng đều về trực tiếp giữ sinh hoạt chi bộ. Đấy. Thế thì các cái tổ công tác là gắn cái trách nhiệm của các đồng chí với cái kết quả của cái đơn vị phụ trách. Đổi mới, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực, nên nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ đạt và vượt mục tiêu đại hội. 11 chỉ tiêu vượt và vượt ở mức cao, tăng trưởng kinh tế bình quân 7,1% một năm, cao hơn bình quân chung cả nước. Thu ngân sách tăng bình quân 5,6% một năm. Quy mô GDP đến năm 2020 đạt hơn 120.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đời sống người dân được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được tăng cường. Khuyến khích người dân dồn điền đổi ruộng để mà đưa vào quy gọn từ những mảnh ruộng nhỏ lẻ chuyển vào một thửa ruộng lớn để tạo cái điều kiện cho người dân chúng tôi phát triển kinh tế, nâng cao được cái thu nhập và có cái điều kiện để là phát triển. Chúng tôi rất kỳ vọng là đời sống của nhân dân Vĩnh Phúc ngày càng được nâng cao, bộ mặt của thành phố cũng như là của tỉnh ngày càng được khang trang và giàu mạnh. Để làm sao cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp, đặc biệt là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch để là nâng cao cái tầm sống tổng thọ và cũng như là cái an sinh xã hội được tốt, và đặc biệt là chú trọng đến người nghèo rồi những hộ gia đình chính sách có công cách mạng. 90 năm qua, Đảng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, vai trò hạt nhân trong lãnh đạo cách mạng, giải phóng dân tộc và trong xây dựng phát triển đất nước, hội nhập quốc tế. Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng vẫn là bài học sống còn, xuyên suốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,
được các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, để Vĩnh Phúc vững bước đi lên, vươn tầm cao mới. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Trước thềm đại hội, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đã bày tỏ niềm tin và kỳ vọng về kỳ đại hội có nhiều đổi mới, tiếp tục đưa Vĩnh Phúc phát triển nhanh, bền vững. Hướng tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đang tích cực thi đua lập thành tích để chào mừng đại hội. Cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu cũng đã được trang trí trên khắp các tuyến đường. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương tin tưởng kỳ vọng vào sự thành công của đại hội, từ đó tiếp tục đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cũng rất vui mừng, phấn khởi trước những cái kết quả đạt được, cái sự thành công của đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-20. Về đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 thì chúng tôi cũng rất là mong muốn đại hội đưa ra những cái quyết sách phù hợp nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, thực hiện tốt những cái mục tiêu, các cái chỉ tiêu của đại hội đề ra. Chúng tôi mong muốn rằng đại hội chúng ta sẽ thành công tốt đẹp và sẽ quan tâm hơn nữa với các cái mức thu nhập của người dân, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và cũng như cái phúc lợi công cộng tương xứng với cái sự phát triển về kinh tế xã hội của tỉnh ta. Trong những ngày này, khắp các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn đều rực rỡ sắc màu đỏ thắm của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Yên Lạc đang hân hoan vui mừng chào đón sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Chúng tôi thì là những người dân thì cũng rất là mong muốn là qua đại hội thì sẽ có những cái giải pháp đột phá để đưa các cái hoạt động cũng như là các cái phong trào của tỉnh Vĩnh Phúc ngày một phát triển và đưa tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một trong những cái tỉnh có cái tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hàng đầu trong cả nước. Hướng về đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đều có chung niềm tự hào, phấn khởi và nhiều nguyện vọng, tâm huyết gửi gắm. Những tâm tư nguyện vọng ấy tuy có khác nhau, nhưng tất cả đều chung ý thức xây dựng để tiếp tục mang đến những đổi thay tốt đẹp hơn trên quê hương Vĩnh Phúc. Chỉ còn ít ngày nữa, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 sẽ chính thức khai mạc. Hiện công tác chỉnh trang đô thị, công tác tuyên truyền cổ động trực quan đang được các cấp, các ngành khẩn trương triển khai, tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng đại hội. Là trung tâm chính trị, kinh tế của tỉnh, đồng thời là nơi diễn ra đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, thành phố Vĩnh Yên đang khẩn trương trang trí, chỉnh trang đô thị, thể hiện một đô thị văn minh, hiện đại, chào đón sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Ủy ban đã chỉ đạo quyết liệt các phòng ban đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như là công tác tuyên truyền trực quan của ủy ban thành phố đã chỉ đạo quyết liệt và đến nay đã xong 100% khối lượng công việc theo chỉ đạo của tỉnh và cũng đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch để tuyên truyền cũng như là tuyên truyền trực quan trên tất cả các tuyến phố của thành phố Yên và cũng như là đảm bảo theo yêu cầu của tỉnh. Và đặc biệt là công tác chỉnh trang, vệ sinh, môi trường, trang trí hoa tại các tuyến phố đô thị phục vụ cho tỉnh như là đường Kim Ngọc, đường Lý Thái Tổ, đường Hai Bà Trưng, xung quanh trung tâm hội nghị tỉnh để phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đến thời điểm này, khắp mọi tuyến phố, nẻo đường của thành phố Vĩnh Yên và các địa phương đã được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Hàng trăm pano cỡ lớn, áp phích cờ đảng, cờ tổ quốc, cờ phướn được treo ở khắp mọi nơi. Các bảng rôn mang dòng chữ chào mừng đại hội đảng các cấp, chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17 đã được căng, dựng, tạo điểm nhấn cảnh quan cho thành phố. Trung tâm hội nghị tỉnh, nơi tổ chức đại hội, cũng đã được trang hoàng sẵn sàng chào đón các đại biểu về dự đại hội. Ngoài những cái việc mà do Sở Văn hóa Thể thao thực hiện, thì chúng tôi cũng có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cũng phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn để tổ chức xây dựng các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu, các cụm biểu trưng để tuyên truyền cho đại hội. Hiện nay là các huyện, các ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cũng đã triển khai tương đối đồng bộ. Phấn khởi, mong chờ đến sự kiện chính trị lớn của tỉnh là cảm xúc của nhiều người dân
khi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Mấy ngày hôm nay tôi thấy là trên thành phố Vĩnh Yên chúng ta và những tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta đã chuẩn bị không khí của Đại hội Đảng về khâu khánh tiết, trang hoàng và các băng rôn khẩu hiệu. Chúng tôi là người dân cũng thấy rằng là qua cái không khí của Đại hội Đảng này, chúng tôi mong muốn rằng Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta tới đây tiến hành đại hội sẽ quyết tâm phấn đấu để trở thành một tỉnh giàu mạnh như Bác Hồ đã nói. Hàng ngày tôi đi làm về, tôi thấy các tuyến đường trang hoàng lộng lẫy đẹp mà tôi cảm thấy rất phấn khởi. Những ngày đại hội Đảng sắp tới này tôi thấy là các chú làm như thế này là tôi thấy là quá tuyệt vời, quá đẹp. Thường ngày em đi qua những con đường này em thấy rất là đẹp, cờ hoa khẩu hiệu tuyên truyền đại hội thấy rất là đẹp. Không khí vui tươi, rộn ràng hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đang lan tỏa khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh. Vững niềm tin theo Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng đại hội sẽ thành công tốt đẹp để xác định hướng mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Thưa quý vị và các bạn, để Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới được diễn ra thuận lợi, trang trọng, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các ngành về việc đảm bảo trật tự lòng đường, vỉa hè, các tuyến phố, tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên, huyện Bỉ Xuyên, Tam Dương thực hiện rà soát, kiểm tra trực tiếp công tác dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang đô thị, an ninh trật tự tại các tuyến phố, tuyến đường trọng điểm nhằm đảm bảo đường thông hè thoáng, các tuyến phố sạch đẹp, nhất là các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, các tuyến đường cửa ngõ của tỉnh như quốc lộ 2, quốc lộ 2B để phục vụ cho đại hội. Qua công tác kiểm tra cho thấy, các tuyến đường đã được trang hoàng, cờ hoa rực rỡ, công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn, thực hiện thu dọn, vận chuyển rác thải kịp thời, không để tồn đọng nhiều ngày, đảm bảo vỉa hè, lòng đường luôn sạch sẽ. Bên cạnh đó, thực hiện nhanh công tác chỉnh trang, bổ sung, sửa chữa kịp thời các biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu, đặc biệt trên các tuyến phố chính có lưu lượng phương tiện giao thông cao. Vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang, dọn dẹp các tuyến đường, phố, đường làng ngõ xóm, khu vực công cộng để người dân thấy được tầm quan trọng ý nghĩa của đại hội và góp phần làm nên thành công của đại hội. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.